Xin chào các bạn. Đây là các đội cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Các cậu ấy vừa làm thủ tục check-in xong. À mình xin lỗi, các bạn ấy không cần làm thủ tục check-in mà là vừa rời khỏi ô tô xuống thì các bạn đã được phát vé máy bay và các bạn ấy cầm trực tiếp vé máy bay đi làm được xuất cảnh thôi. Đây các bạn là Đặng Văn Lâm, thì Động Văn Lâm. Chắc là mình sẽ phải kết thúc video livestream sớm rồi. À đây, Hoàng Tử đang tới. Mình sẽ cho các bạn chào Hoàng Tử Phạm Đức Huy, người ghi bàn là nâng tỷ số lên 2-0. Đây, bạn Huy đi bất giác. Dạ. Cho bố nha. Vâng ạ, cháu gửi qua cái bơ cho chú. Vâng, vâng, chắc chắn. Anh có con cái nhà con dùng ấy không? Con có dùng cái gì đấy? Zalo à? Zalo á. Tại cháu có. Có gì? Vâng, thì cháu gửi qua. Đây con ấy. Vâng. Con có số chú. Cháu có rồi ạ. Vâng, về anh, cháu gửi qua chú. Vâng. Con qua qua ngày trận thi đấu à? Ngày vừa rồi à? Vâng, qua lúc nào? Cháu đi ấy thì lúc sáng hôm qua. À, thì anh chị cũng thấy. Vâng. Chúng tôi hận về Hà Nội lạnh lắm. Thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn đấy. Vâng. Tinh thần. Thôi vì hôm bữa họp xong mình ra bị ho luôn, viêm họng. Vâng. Mình sẽ đứng ở đây thôi. Bây giờ các bạn ấy đang chờ để làm thủ tục xuất cảnh. Mình sẽ đứng xa một chút. Mai các bạn, mình sẽ kết thúc video livestream ở đây thôi. Các bạn ấy bắt đầu đi vào khu vực xuất cảnh rồi.